Hello mọi người, livestream này thì mình sẽ cho các bạn xem cận cảnh nhất về quá trình xóa mí cũng như là xóa mày tại DK nhé. Và trước tiên khi chúng ta đến với cận cảnh cái quá trình mà chuyên gia bắt đầu thực hiện thì chúng ta sẽ giao lưu với chị khách hàng một chút và lắng nghe câu chuyện của chị, lý do tại sao chị lại lựa chọn DK để quyết định là xóa đi mày và mí của mình. Dạ em chào chị ạ. Chào em. Vâng ạ, chị ơi, chị có thể giới thiệu một chút về bản thân cũng như gửi một lời chào để các bạn đang theo dõi livestream ngày hôm nay được không ạ? Rồi, chị chào tất cả mọi người. Thì hôm nay chị đến với DK thì chị cũng tìm hiểu rất là nhiều ấy. Thì vì là cũng có nhiều bạn bè giới thiệu cho chị những cái chỗ mà nó rẻ hơn, nhưng mà chị cũng sợ vì là chị cũng biết là cái xăm này thì nó sẽ đi sâu vào da ấy, và mình đi làm một lần hai lần thì chắc chắn là nó sẽ không hết được. Nhưng mà những cái chỗ mà rẻ hơn thì người ta cũng chỉ làm đến một lần hai lần và chắc là nghĩ là rất là đau ấy. Thế nên thành ra là chị thấy ở đây cũng rất là nhiều người làm và cũng có nhiều người nổi tiếng ở đây làm ấy, thì chị cũng sẽ đến đây để trải nghiệm. Thì mới đầu đây thì làm chỗ đỏ thì chị cũng không thấy hơi ấm gì và mọi người làm cũng rất là nhanh ấy. Thì chị làm, chị xóa xong rồi thì chị sẽ làm luôn mày luôn. Như vậy là chị đăng ký là xóa sửa mày luôn đúng không chị? Đúng rồi. Và mí của mình thì mình sau khi xóa xong thì mình có đăng ký sửa luôn tại DK không chị? Mí của chị thì hiện tại thì nó đang bị sụp, thì thường thường là chị sẽ xóa xong thì chị sẽ đi cắt lại mí. Cắt lại mí thì sau đó chị sẽ đến đây để phun lại cái mở trong á. Thì cái căn bản là chị cũng không thể trang điểm mà chị kẻ được, tại vì là mình cũng kẻ luôn vào thì sau này mình chỉ đi mình kiểu phép vẫn đi thôi là được. Lúc bình thường thì mình cũng có một cái đường mí ở nhà rồi. Còn nếu mà mình đi đâu mình cần trang điểm đậm thì mình chỉ cần tô nè, đậm thêm một chút nữa cho phù hợp hơn một lớp trang điểm đúng không chị? Đúng rồi, vì căn bản là bây giờ cái mí của chị nó to ấy, thế là nó hơi bị sụp nữa thì nhìn mắt nó sẽ hơi già già nhiều á. Làm khuôn mặt của mình sẽ hơi giữ được một chút. Em thấy mí của mình và mày của mình cũng khá là đậm ấy. Thì chị làm mày và mí được bao nhiêu lâu vậy? Chị làm được 6 năm nay rồi. 6 năm. Thì cái đợt đấy thì làm xong thì cũng không có cái công nghệ để laser để xóa như bây giờ. Thì chị cũng có tìm hiểu rất là nhiều, thì hôm nay chị quyết định đi xóa và làm lại cái khuôn mặt cho mình mới hơn. Đúng rồi, để tự tin hơn, cho nó cân đối với khuôn mặt của mình hơn. Và chị đã tin tưởng đi kênh như vậy thì chắc chắn đi kênh sẽ không làm chị thất vọng ạ. Và bây giờ em không làm mất thời gian của chị nữa, em sẽ mời chuyên gia bắt đầu thực hiện cho chị nhé. Trời, ok em. Và trước khi thực hiện mí thì chuyên gia sẽ bắt đầu là dán mí cho chị để bảo vệ cái vùng mắt của mình ạ. Thì đây là cái quá trình mà chuyên gia bắt đầu thực hiện dán mí để bảo vệ mắt cho khách hàng. Và với cái da như của chị khách hàng hôm nay thì da chị khá là mỏng, vừa ủ tê xong nhưng mà da của chị cũng có phần hơi đỏ một chút. Cho nên là mình trước khi thực hiện laser này thì mình có nỗi lo nào không chị Liên nhỉ? À chị không, tại vì bạn ấy cũng vừa laser cho bị chị cái mày á. Thì chị cảm thấy rất là bình thường và rất là nhanh. Chút cái phần trừ đẩy ở đầu lúc mày nữa. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện laser cho chị nốt phần mày nhá. Ok. Và như chia sẻ của chị Liên thì chị cũng đã làm mày được khá lâu rồi. Chị cũng đã cân mày và mí. Chị cũng đã tìm hiểu một số nơi, mặc dù là bây giờ hiện tại là mí và mày của chị thì chị không còn ưng nữa, nhưng mà khi chị chưa tìm được một công nghệ và một địa chỉ nào uy tín cho đến hôm nay là chị đã quyết định đến DK, bởi vì tại DK đang sở hữu là công nghệ siêu laser hiện đại nhất hiện nay. Đấy, chị ơi, mình trong cái quá trình vừa thực hiện xong thì mình có cảm thấy đau rát thì khó chịu gì không? Chị chỉ cảm thấy nó châm chích một chút thôi. Dạ, vâng ạ. Nhưng cũng không đáng kể gì cả. Dạ, vâng thì ạ. Cái này laser nó vào da mặt mình thì mình cũng thấy chỉ châm chích một chút chút. Dạ, vâng ạ. Có là châm chích chích không ạ? Chị đang cứ thực hiện cho mình nhá. Và mọi người nghe trực tiếp những chia sẻ của khách hàng tại DK rồi đấy. Và trong cái quá trình làm thì tia laser sẽ chỉ tác động và phá vỡ đi cấu trúc của hạt mực thôi, cho nên da lông mày của chúng ta sẽ không hề có dấu hiệu tổn thương gì cả. Phần lông mày thì cũng không hề bị trắng cháy trụ lông gì nhá, cho mọi người hoàn toàn yên tâm. Đấy ạ, đây là kết quả rất là nhanh. Thì ống kính có thể zoom cận một chút vào phần lông mày giúp mình nhá. Không hề có dấu hiệu của việc trắng cháy trụ lông gì cả. Và bây giờ thì chuyên gia sẽ bắt đầu thực hiện hút mí cho chị. Đối với vùng da mí thì sẽ mỏng hơn một chút, cho là có thể là sẽ bị châm chích hơn một chút, nên chị Liên nhé. Và phần mí của chị Liên thì hơn, chị làm như vậy là cũng 6 năm rồi, phần mí loang đi rất là nhiều và rất là đậm và rất là xanh. Nhưng mà khi mà tia laser tác động thì phần mí cũng đã được xử lý đi có thể nói là lên 60-70%. Và một điều đặc biệt ở siêu laser Bicomax 2022 ở DK đó là sau khi chúng ta thực hiện thì sẽ không cần phải kiêng khem gì cả. Thì chị cũng không thấy nó đỏ mắt, thì cũng không bị tổn thương gì cả. Đấy, thì cái góc mực của chị thì nó thật sự là đầu tiên vào làm thì nó cũng rất là sâu và rất là đen đậm nữa cái vết mực. Nhưng trên cái lông mày của chị thì nó nhạt hơn so với cái mí á, thì chị cảm thấy làm một lần là chị cảm thấy nó như là nó sạch đến nơi rồi, nó sạch rồi, cảm giác như làm hai lần có khi là xong, là có khi là chị đã tiến hành được cái mày mới rồi. Da mí thì chị kiên trì hơn một chút em, bởi vì cái mí của mình bị loang và nó khá là dày. Rồi. Và da mí thì sẽ có những cái xung riêng để nó phù hợp với vùng da chị nhé. Chị thấy cái da mày này chị cảm thấy nó làm như là nó sạch rồi ấy. Dạ vâng ạ.
Thế chị Liên có thể giúp em nhắn nhủ một đôi lời để các bạn đang theo dõi chương trình hôm nay không ạ? Thì chị cũng không biết nói gì hơn. Thì thường thường là những cái ai mà cảm thấy là mí với mày của mình mà chưa hề cân đối, hoặc là nó bị dày, nó bị đen mực, mà mình muốn thay đổi về cái khuôn mặt mới ấy, thì mình hãy đến đây và mình trải nghiệm. Tại vì mình cảm thấy là nó không hề đau gì cả, và làm thì nó cũng rất là nhanh. Dạ vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của chị Liên ngày hôm nay ạ. Rồi. Và chắc hẳn là khi mọi người đang xem livestream của chị thì mọi người sẽ có động lực hơn để đi làm đẹp với những chia rồi sẻ rất là chân thành của chị. Đúng rồi, vì mình cũng rất là sợ đau, nhưng mà đến đây thì mình cũng không hề thấy đau và làm cũng rất là nhanh. Dạ vâng ạ. Và cái góc mực của mình cảm giác như cái mày thì nó cũng đã như là nó sạch sạch rồi. Dạ vâng ạ, cái mũi của chị thì nó hơi đậm, chắc là cũng phải một vài lần nữa. Dạ vâng ạ. Và như chị cũng có nói từ đầu thì vì là cái công nghệ cũ thì nó đi một khá là sâu, nên mình sẽ kiên trì một chút thôi để mình xử lý hoàn toàn cho nó sạch, hoàn toàn cái lớp mực cũ chị nhé. Ok. Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Và mọi người đang theo dõi livestream này thì hãy cùng chờ đón để xem kết quả cặp mày cuối cùng của chị Liên sau khi hoàn thành combo xóa rửa tại DK nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.